Xin chào buổi tối, xin mời các bạn đặt câu hỏi. Lana Samsonia tới từ Interfax. Tôi muốn hỏi về kết quả của hội nghị thượng đỉnh ba bên. Ngài đã gọi nó là một cuộc họp hữu nghị đặt trên nền tảng cho các thỏa thuận tiếp theo. Ngài đã thông qua một tuyên bố chung, nhưng một phần, như ngài đã nói, đã bị loại khỏi tuyên bố. Ngài có thể cho chúng tôi biết những vấn đề mà các bên không đạt được thỏa thuận và kết quả của cuộc họp này có tương quan với kết quả của cuộc họp ở Praha mà không có sự tham gia của Nga ở một mức độ nào đó? Tổng thống Vladimir Putin trả lời: đối với cuộc họp ở Praha mà không có sự tham gia của Nga, điều đó hiển nhiên đối với chúng tôi và không cần giải thích là tại sao nó lại diễn ra mà không có sự tham gia của chúng tôi. Các đối tác ở châu Âu của chúng tôi đang theo đuổi chính sách của họ theo cách cố gắng loại trừ Nga khỏi tất cả các định dạng. Rõ ràng là một trong số tình huống, điều này là hoàn toàn không thực tế, không thể xảy ra. Nhưng chúng tôi luôn luôn hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới một sự dàn xếp theo những cách nó tương quan, khá tự nhiên, và chúng tôi ủng hộ mọi thứ nhằm mục đích giảm đối đầu và đạt được một dàn xếp như tôi đã nói. Đối với những vấn đề không thể giải quyết, chúng tôi có thể nói gì về điều đó đây? Nhưng nó không cần thiết, bởi vì nếu chúng vẫn chưa được giải quyết, tôi nghĩ không cần thiết phải thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng đến chúng. Tốt hơn là bạn nên tìm kiếm một thỏa thuận một cách bình tĩnh và riêng tư. Đây là những vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm đối với cả hai bên, và tôi không nghĩ rằng mình có quyền nêu rõ chúng mà không hỏi ý kiến các đối tác của mình. Konstantin Pansiuskin, đến từ kênh truyền hình 1. Xin Tổng thống cho biết số phận của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga trong khu vực. Đây là câu hỏi đầu tiên của tôi. Thứ hai, không có nhiều cuộc nói chuyện ngày nay về việc phân định biên giới. Nó sẽ được tổ chức khi nào và như thế nào? Thứ ba, có rất ít tuyên bố về vấn đề này, nhưng vẫn còn số phận của một hiệp ước hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan là gì? Tổng thống Vladimir Putin trả lời: đối với những người gìn giữ hòa bình, điều này đã được nêu ra trong tuyên bố chung của chúng tôi vào tháng 11 năm 2020, khi cuộc xung đột đã chấm dứt. Tôi không có gì để nói thêm. Đối với một hiệp ước hòa bình, nó không tồn tại cho đến nay. Vẫn còn quá sớm để nói về các thành viên chính của văn kiện này, bởi vì xét cho cùng, chắc chắn một vấn đề thỏa hiệp hòa giải cần đạt được ở cả hai bên với sự giúp đỡ của Nga và các nước khác nếu các bên đàm phán muốn. Việc phân định biên giới, đó là một vấn đề cốt yếu. Bạn hoàn toàn đúng và tôi đồng ý với điều này. Trên thực tế, chúng ta đã thảo luận về vấn đề này trong ngày hôm nay. Có những dấu hiệu nhất định cho thấy về tổng thể đã tìm thấy lối ra cho vấn đề. Nếu bạn đọc kỹ tuyên bố ngày hôm nay, bạn sẽ tìm thấy những đánh giá sơ bộ. Và nếu không tìm hiểu như vậy, có những dấu hiệu sơ bộ cho thấy những hiểu biết này có thể đạt được. Để nhắc lại, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề một cách dài dòng. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các bản đồ của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên Xô mà chúng tôi có trong tay. Đây là những bản đồ chính xác nhất như chúng tôi hiểu. Chúng tôi chuẩn bị để tiến tới trên cơ sở này, thảo luận vấn đề với cả hai bên. Chúng tôi đã sắp xếp rằng những cuộc tiếp xúc này, những cuộc nói chuyện, những cuộc tham vấn sẽ tiếp tục. Bạn còn câu hỏi nào nữa không? Konstantin Panushkin hỏi tiếp. Ngài đã nói rằng ngài không có gì để bổ sung liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình. Chỉ là trước chuyến thăm Nga, ông Pashinyan nói rằng ông muốn gia hạn nhiệm vụ của họ từ 5 đến 20 năm cùng một lúc. Ông ấy đã gợi ý điều đó cho ngài chưa? Điều này đã được thảo luận như thế nào? Tổng thống Vladimir Putin trả lời: chúng tôi đã trao đổi về điều này, nhưng các thỏa thuận chung của chúng tôi là cần thiết để điều này diễn ra. Bạn biết đấy, điều này sẽ phụ thuộc vào những vấn đề khác mà bạn cũng đã đề cập, từ khả năng ký kết hiệp ước hòa bình đến việc phân giới và phân định biên giới. Nếu những vấn đề này được giải quyết, hoạt động gìn giữ hòa bình sẽ diễn ra trên một khía cạnh khác. Nếu chúng không được giải quyết hoặc chỉ giải quyết ở một mức độ nào đó, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến số phận của lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng ta. Nhưng trong mọi trường hợp, cả hai bên đều cảm ơn Nga vì công việc mà chúng ta đang làm ở đó. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Pavel Zarubin, tới từ kênh truyền hình Russia. Một trong những vấn đề lớn nhất trên thế giới hiện nay là việc Nga ngừng tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc. Chúng ta đang nghe một dàn hợp xướng mới gồm các nhà lãnh đạo phương Tây cáo buộc Nga gây ra nạn đói toàn cầu. Biden thậm chí còn gọi quyết định của Nga là một sự điên rồ. Vâng, chúng tôi đã nghe tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, nhưng tôi có thể hỏi ngài, tại sao Nga lại đưa ra quyết định này? Ngài nghĩ gì về những cáo buộc phá hoại các thỏa thuận này? Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng họ sẽ tiếp tục thả tàu. Và sau đó thì sao? Làm thế nào để ngài thấy toàn bộ quá trình này tiếp tục diễn ra? Tổng thống Vladimir Putin trả lời: toàn bộ quá trình xuất khẩu ngũ cốc từ lãnh thổ Ukraine được tổ chức với lý do
bảo đảm lợi ích của các nước nghèo nhất. Chúng tôi đồng ý điều này là chính xác vì lợi ích của các nước nghèo nhất. Tôi không nhớ dữ liệu của giờ hoặc ngày gần nhất, nhưng bức tranh tổng thể như sau: khoảng 34% ngũ cốc kết thúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều hơn một chút hoặc 35% ở các nước EU và chỉ 3-4% theo Bộ Nông nghiệp, đôi khi nhiều hơn một chút lên đến 5%. Con số này thay đổi tùy thuộc vào khối lượng ngũ cốc được vận chuyển. Vì vậy, chỉ 3-4 hoặc đôi khi 5% đến được các nước nghèo nhất như Liên Hợp Quốc phân loại chúng. Hãy nhìn xem đây có phải là kết quả mà thỏa thuận được thiết kế hay không. Và còn nhiều hơn thế nữa, thực tế là cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen đã thất bại, nhưng vẫn được thực hiện và chúng ta nên ghi công cho các thủy thủ đoàn của chúng ta và cảm ơn họ. Tất nhiên, vì đã có cơ hội và đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công, nhưng các máy bay không người lái và tàu không người lái đó một phần đi vào hành lang được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Do đó tạo ra mối đe dọa với các tàu dân sự của chúng ta đang đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc. Và trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo an ninh cho họ. Nhưng nếu tôi xin lỗi vì những lời nói thẳng thừng của mình, Ukraine chỉ đánh những con tàu này thì sao? Nga sẽ lại phải chịu trách nhiệm, giống như bây giờ mọi người đang đồn thổi về những gì Nga đang làm, mà không nghĩ rằng điều gì đã gây ra điều đó, và nguyên nhân là một mối đe dọa đối với hành lang nhân đạo này. Tôi không xem tuyên bố cuối cùng của Bộ Quốc phòng, nhưng tôi biết lập trường chung. Bộ trưởng Quốc phòng đã có cơ hội để báo cáo với tôi về vấn đề này và tôi đã đồng ý. Những gì ông ấy nói là công bằng. Họ tạo đe dọa cho các tàu hải quân và tàu dân sự của chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ các tàu dân sự của chúng ta. Tôi cũng không nói là chúng ta sẽ rút khỏi hoạt động này. Không, chúng ta chỉ đình chỉ sự tham gia mà thôi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là một trong những người tổ chức nỗ lực này. Các nhân viên của Liên Hợp Quốc đang tích cực tham gia. Điều mà chúng ta cần phải biết ơn, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng có lẽ họ cũng nên đối phó với Ukraine và Ukraine phải đảm bảo rằng các tàu dân sự và tàu hỗ trợ của Nga sẽ không bị đe dọa. Xin phép, tôi không biết Bộ Quốc phòng có giải thích điều này hay không, nhưng những con tàu không người lái này không phải trò đùa. Nếu nó bắn trúng mục tiêu của mình, sẽ không có ngũ cốc, không có tàu, không có gì cả. Còn chính quyền Nga thì sẽ bị đổ lỗi. Đây là lý do Bộ Quốc phòng Nga đúng khi đặt vấn đề thảo luận thêm với Liên Hợp Quốc. Và đến lượt Liên Hợp Quốc được cho là sẽ giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo Ukraine đảm bảo an ninh cho hành lang này. Tôi không thấy điều gì bất thường ở đây, đó là vấn đề sắp xếp vị trí, công việc và nghĩa vụ. Trong trường hợp này là thay mặt cho các đối tác Ukraine của chúng ta. Alexander Krisenko, kênh Russia. Thưa Tổng thống, việc động viên ở Nga đã được thông báo là hoàn thành theo lệnh của ngài. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shoigu cũng đã báo cáo với ngài. Chúng ta có nên mong đợi một lệnh điều động khác không? Tổng thống Vladimir Putin trả lời: Vâng, từ quan điểm pháp lý, tôi không nghĩ như vậy. Tất nhiên, nó được đưa ra bởi lệnh hành pháp của tôi vì không có cách nào khác để làm điều này theo luật. Nhưng điều động là do Bộ Quốc phòng đề xuất. Đương nhiên, nay Bộ Quốc phòng đề nghị nên chúng tôi rút kinh nghiệm. Tôi sẽ nói chuyện với luật sư của chúng tôi. Thành thật mà nói, tôi đã không đưa ra bất kỳ suy nghĩ nào. Tôi nói chuyện với các luật sư của chúng tôi về việc liệu có một lệnh hành pháp có cần thiết để thông báo về việc hoàn thành việc huy động hay không. Nhưng nó đã hoàn thành đúng thời gian. Bộ Quốc phòng ban đầu đề nghị huy động một số lượng nhỏ hơn nhiều, nhưng cuối cùng chúng tôi đi đến kết luận rằng chúng tôi cần tới 300.000 người. Tôi muốn lưu ý những gì Bộ Quốc phòng đã nói trong báo cáo của mình. 41.000 người đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang. Điều này có nghĩa là 260.000 hoặc 259.000 chính xác hiện đang phục vụ nhưng không tham gia vào các hoạt động chiến đấu. Họ đang trải qua quá trình đào tạo và phối hợp chung. Vì vậy, gần 260.000 người thậm chí không tham gia vào các hoạt động chiến đấu mà đang được đào tạo bằng cách này hay cách khác ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn tại thời điểm này. Ilona Rusneva, RIA Novosti. Gần đây, ngài có đề xuất tạo ra một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan đã ủng hộ ý tưởng này. Có tin tức gì thêm về điều này không? Quy trình đang ở giai đoạn nào? Có khách mua khí tiềm năng không? Tổng thống Vladimir Putin trả lời: Luôn có những người mua khí đốt. Sản phẩm này đang có nhu cầu trên thế giới. Đây là loại hydrocarbon sạch nhất với môi trường và là nguồn năng lượng chính lý tưởng cho giai đoạn chuyển đổi sang năng lượng xanh. Rất lý tưởng. Nó có lượng khí thải thấp nhất. Vì vậy tôi nghĩ, không, tôi biết rằng có rất nhiều người tiêu dùng và những người muốn mua khí đốt của Nga. Đối với việc trộn Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng một trung tâm giao hàng đến châu Âu, trong trường hợp cụ thể này, tôi tin rõ ràng lý do tại sao chúng tôi làm điều này. Vì ý tưởng là do chúng tôi đưa ra, bởi vì rất khó để giao dịch trực tiếp với các đối tác châu Âu của chúng ta. Và bên cạnh đó, chúng tôi nhận thức được những sự kiện bi thảm liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Như thường xuyên hoặc đúng hơn là hầu như luôn xảy ra, người châu Âu thì im lặng và giữ im lặng.
Như thế, đây là việc nên làm, mặc dù điều này thực sự là trái ngược với lợi ích của họ. Hơn nữa, ai đó đã đồng tình cho rằng chính Nga đã tự nổ tung cơ sở của mình. Không thể tưởng tượng được làm thế nào mà mọi người lại nghĩ ra được những kịch bản vô nghĩa như vậy, nhưng họ vẫn làm. Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller đã nói với tôi sáng nay rằng họ đã kiểm tra địa điểm, tình cờ là Gazprom được phép kiểm tra địa điểm vụ nổ. Có hai miệng hố ở đó, sâu 3 và 5 mét. Tôi không biết liệu Gazprom có công bố thông tin này hay không. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỗ đứt trong đường ống là 259 mét và 40 mét đường ống bị rách. Phần ống bị xé ra, bị xoắn một góc 90 độ và văng 40 mét về phía Nord Stream 2. Phần này cũng bị hư hại, có thể là do vụ nổ tương tự và do các mảnh vỡ của đường ống. Do đó, rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố. Rất khó để chúng tôi kiểm soát tình hình, vì địa điểm này nằm ở vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch, Thụy Điển và xa hơn là Đức. Theo nghĩa này, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn khi làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết, vì Tổng thống Erdogan là người biết giữ lời. Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận về một điều gì đó, điều này có thể khó thực hiện. Nhưng nếu tôi đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nó. Đó là điểm đầu tiên. Và thứ hai, chúng ta dễ dàng kiểm soát khu vực ở Biển Đen hơn. Do đó, nó là một dự án hoàn toàn thực tế và chúng tôi có thể hoàn thành nó tương đối nhanh chóng và sẽ có đủ những người muốn ký hợp đồng. Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó. Chúng ta xem điều gì xảy ra trong mùa đông này và mùa đông năm sau. Nhưng tôi tin tưởng rằng các hợp đồng sẽ được ký kết. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Sau cùng, chúng tôi cũng có thể sử dụng các nước châu Âu làm tuyến đường trung chuyển để giao hàng đến các khu vực khác trên thế giới. Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có đủ người muốn mua khí đốt của chúng ta. Xin mời, tiếp theo. Andrei Kolesnikov, báo Kommersant. Thưa Tổng thống, ngài đang nỗ lực có một hiệp ước hòa bình cho Armenia và Azerbaijan, nhưng tôi muốn hỏi, còn đất nước của ngài thì sao, tức là Liên bang Nga? Ngài đã nhiều lần nói rằng Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng Volodymyr Zelensky, đối với một người, đã ban hành một lệnh hành pháp cấm mọi đàm phán với ngài. Bên cạnh đó, không có điểm giao cắt nào trong quan điểm. Vậy, theo quan điểm của ngài, Nga có thể đưa ra lời đề nghị gì cho Ukraine tại các cuộc đàm phán này? Tổng thống Vladimir Putin trả lời, để có thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào, điều cần thiết là các cuộc đàm phán này phải diễn ra. Bên cạnh đó, không phải lúc nào mục tiêu đặt ra trước quan điểm đàm phán của một người là thuận lợi về lợi ích quốc gia. Đôi khi, đây là điều cuối cùng bạn sẽ làm. Một lựa chọn tốt hơn là đưa ra những gì mà các nhà ngoại giao gọi là yêu cầu ban đầu và sau đó dần dần tiến tới một mẫu số chung phù hợp với cả hai bên. Nhưng để đạt được các thỏa thuận, bạn nên ngồi vào bàn đàm phán và nói chuyện. Chúng tôi đã thỏa thuận với họ ở Istanbul, nhưng sau đó họ đã ném mọi thứ vào thùng rác. Và bây giờ, như bạn đã nói, họ đã cấm nói chuyện với tôi với bất cứ điều gì. Làm thế nào bây giờ mà chúng ta có thể thảo luận về các thỏa thuận khả thi nếu bên kia thậm chí không sẵn sàng nói chuyện với chúng ta? Chúng tôi sẽ đợi. Có lẽ một số điều kiện cần thiết sẽ đến. Thiện chí của chúng tôi được nhiều người biết đến, không có bất kỳ sự thay đổi hay nghi ngờ nào. Pavel Zarubin. Sau vụ tấn công khủng bố ở cầu Crimea, ngài đã nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào lặp lại cũng sẽ khiến Nga có phản ứng tương xứng. Các cuộc tấn công tập trung ngày nay nhắm vào lãnh thổ Ukraine có phải là phản ứng đối với các sự kiện gần đây ở Sevastopol? Tổng thống Vladimir Putin trả lời, vâng, một phần là trường hợp này, nhưng đây không phải là giới hạn của những gì mà chúng tôi có thể làm. Alexander Yunasev, từ báo Cuộc Sống. Ngài Tổng thống đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình có thể hoặc không thể với Zelensky. Ngài đã được hỏi nhiều lần rằng liệu ngài có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 nơi Zelensky có khả năng cũng có mặt hay không. Ngài đã nói nhiều lần rằng quyết định vẫn chưa được thực hiện. Còn Thái Lan thì sao? Ngài có tham dự hội nghị cấp cao APEC không? Tổng thống Vladimir Putin trả lời, không, những quyết định này còn đang được cân nhắc. Nhưng vì chúng ta đang ngày càng rời xa chủ đề của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, vậy nên tôi nghĩ đã đến lúc để ngừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.